Các em học sinh thân mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 4 sách kết nối tri thức qua sách và bài tập. Bài 23. Phép trừ các số có nhiều chữ số tiết 1. Các em có thể theo dõi toàn bộ video về và bài tập toán 4 kết nối của kênh Thành Đô Vlog bằng cách là các em tìm kiếm với từ khóa và bài tập toán 4 kết nối Thành Đô Vlog. Trước hết các em làm bài tập số 1, đặt tính đổi tính. Phép tính thứ nhất, 74.825 trừ đi 3.562 kem lưu ý 3.000 kem đặt thẳng cột với 4.000 3.562 kem trừ từ bên phải sang bên trái 5 trừ 2 bằng 3 viết 3. 2 không trừ được 6. Lấy 12 trừ 6 bằng 6. Viết 6 nhớ 1. 8 trừ 1 bằng 7. 7 trừ 5 bằng 2. Viết 2. 4 trừ 3 bằng 1. Viết 1. Hạ 7 viết 7. 71.263. Rồi các em sang phép tính tiếp theo. 627.395 trừ đi 416.343. Các em trừ từ bên phải sang bên trái. 5 trừ 3 bằng 2. 9 trừ 4 bằng 5. 3 trừ 3 bằng 0. 7 trừ 6 bằng 1. 2 trừ 1 bằng 1. 6 trừ 4 bằng 2. 211.052. 687.240 trừ đi 563.000 513. 0 không trừ được 3. Lấy 10 trừ 3 bằng 7. Viết 7 nhớ 1. 4 trừ 1 bằng 3. 3 trừ 1 bằng 2. 2 không trừ được 5. Lấy 12 trừ 5 bằng 7. Viết 7 nhớ 1. 7 trừ 1 bằng 6. 6 trừ 3 bằng 3. 8 trừ 6 bằng 2. 6 trừ 5 bằng 1. 123.727. Tiếp theo là các em sang bài tập số 2. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp. Trong 1 giờ, máy bay đi được là 800.000 mét. Trong 1 giờ, ô tô đi được là 80.000 mét. Như vậy trong 1 giờ, máy bay đi được nhiều hơn ô tô số mét là. Các em lấy số lớn trừ đi số bé. 800.000 trừ đi 80.000. Các em lấy 800 trừ 80 bằng 720, tức là 720.000, 720.000 mét. Bài tập số 3. Tàu màu trắng chở 247.560 lít dầu. Tàu màu đỏ chở 85.500 lít dầu. Hỏi tàu nào chở nhiều dầu hơn và nhiều hơn bao nhiêu lít? Muốn biết tàu nào chở nhiều dầu hơn thì các em so sánh hai số lít dầu này với nhau. Ta thấy số 247.560 nó có nhiều chữ số hơn. Vậy nó lớn hơn. Vì 247.560 lớn hơn 85.500 nên tàu màu trắng chở nhiều dầu hơn. Vậy tàu màu trắng chở nhiều dầu hơn tàu màu đỏ số lít là
247.560 trừ đi 85.500. Muốn biết nhiều hơn bao nhiêu thì kem cứ lấy số lớn trừ đi số bé. Rồi kem đặt tính và thực hiện phép tính này ra giấy nháp. 247.560 trừ đi 85.500. 0 trừ 0 bằng 0. 6 trừ 0 bằng 6. 5 trừ 5 bằng 0. 7 trừ 5 bằng 2. 4 không trừ được 8. Lấy 14 trừ 8 bằng 6. Viết 6 nhớ 1. 2 trừ 1 bằng 1. 162.060. Rồi các em đáp số. Bài tập số 4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Voi con nói tớ nặng 4.500 kg. Cá voi xanh nói tớ nặng 188.230 kg. Bạn cá voi xanh nặng hơn bạn voi bao nhiêu kg? A, B hay là C? À, ta biết số 188.230 nó có nhiều chữ số hơn, cho nên nó lớn hơn số 4.500. Tức là bạn cá voi xanh nặng hơn bạn voi. Muốn biết nặng hơn bao nhiêu kg, ta lấy số lớn trừ đi số bé. Các em đặt phép tính và thực hiện phép tính này ra giấy nháp. 0 trừ 0 bằng 0. 3 trừ 0 bằng 3. 2 không trừ được 5. Lấy 12 trừ 5 bằng 7. Viết 7 nhớ 1. 8 trừ 1 bằng 7. 7 trừ 4 bằng 3. Hạ 8 viết 8. Hạ 1 viết 1. 183.730. 183.730 là đáp án A. Rồi như vậy là bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc em học tốt.